Vào năm 2007 thì thầy có tiếp một ký giả của báo Time Magazine ở tại chùa Pháp Vân ở Sài Gòn. Cô này đã từng phỏng vấn thầy mấy lần rồi. Năm đó thầy về để tổ chức những cái trai đàn chứng tế để cầu nguyện cho những người đã chết trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi mà hoàn tất buổi phỏng vấn rồi thì cô có hỏi là thầy có cái điều gì mà thầy muốn nhắn với độc giả của tuần báo Time Magazine không? Thầy đã nói hết rồi, nhưng mà có cái điều gì thầy muốn nhắn đặc biệt trong cái dịp này không? Thì tôi mới thở và tôi trả lời rằng có. Và chờ đợi thì thầy nói, go home and heal yourself. Hãy về nhà đi, hãy về đi và lo chữa trị cho bản thân mình. Nghĩa là đừng có làm lung tung nữa. Thì câu trả lời đó làm cho cô xúc động. Cô xúc động cho đến nỗi là cô không có viết bài phỏng vấn đó nữa. Cô không có viết lại những gì phỏng vấn. Cô lấy mấy bài cô về Mỹ và cô lo chữa trị cho cô. Go home and take care of yourself. Đó là cái thông điệp của thầy gửi cho những người mà đọc báo của cô. Nhưng mà cô đã không có hiểu sâu những cái điều thầy nói. Cô tưởng là phải bỏ hết rồi mua vé máy bay mà về Mỹ, cái đó mới gọi là go home. Kỳ thực cái chữ go home của thầy á, nó khác hơn, nó sâu hơn. Mình không cần phải mua vé máy bay đi về Hoa Kỳ hay là về Đức hay là về Ấn Độ hay là về Hà Lan thì mới gọi là vùng go home. Tại vì theo cái giáo lý của Lần Mai, home mà là nó nằm ngay trong giây phút hiện tại, nó bây giờ ở đây. Tại vì mình lâu nay mình cứ đi vòng quanh, mình đi tìm hạnh phúc, mình nghĩ rằng mình có nhiều chuyện cần phải làm. Mà mình không có dừng lại được. Và mình không có dừng lại được cho nên cái sự trị liệu nó không có xảy ra được. If you keep doing things and then healing is not possible. If you keep searching, looking for something. If you are always trying to do something, and then the healing would not be possible. Cái ý của thầy là nó như vậy. Go home có nghĩa là đừng có đi tìm nữa, đừng có đi vòng quanh nữa, phải về, phải tới trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân của mình
trong khi thực tập và thiền đi nó đủ sức để đưa mình về nhà rồi, không cần phải ngồi ghế máy bay. Mỗi bước chân nó đưa mình về nhà, every step brings you home to the here and now. Tại vì cái quê hương đích thực của mình, cái true home của mình là ở nơi giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và để về với cái quê hương đích thực đó, thì mỗi bước chân có chánh niệm là có nó khả năng đưa mình về liền lập tức, không cần phải đi mua vé máy bay. Và mỗi hơi thở cũng vậy. Nếu mà mỗi hơi thở có chánh niệm trong đó, thì một hơi thở vào đủ để cho mình trở về với giây phút hiện tại, trở về quê hương đích thực. Mỗi hơi thở như vậy đưa mình, đưa tâm trở về với thân, để cho thân tâm hợp nhất, để cho thân tâm được thiết lập trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và mình cảm thấy rằng mình đã về, mình đã tới. Mình không cần gì làm gì nữa hết. There is nothing to go. There is nothing to do. There is nowhere to go. Và chỉ trong trường hợp đó thì cái sự chữa trị mới có thể xảy ra được. Là xã hội chúng ta bệnh, và mỗi chúng ta cũng có bệnh một phần nào đó. Là mỗi chúng ta phải lo chữa trị cho mình. Nếu mình muốn góp phần vào sự chữa trị cho xã hội. Chắc quý vị đã nghe cái vụ thảm sát ở Newtown vừa mới xảy ra ngày hôm qua ở tại Mỹ. Có một chàng thanh niên 20 tuổi, bên ngoài ngõ có vẻ hiền lành, tự nhiên nổi cơn điên, lấy súng giết mẹ và đi vào trong cái trường tiểu học ở Newtown bắn và giết vào khoảng 26 người, trong đó có 20 em bé nhỏ xíu. Cái đó là bệnh, và cái bệnh đó không phải là bệnh của một người, nó là bệnh của cả xã hội. Chúng ta làm sao để chữa trị? Chúng ta có rất là nhiều nhà thương, rất là nhiều bệnh viện, rất là nhiều nhà tâm lý trị liệu. Nhưng mà liệu chúng ta có thể chữa được cái chứng bệnh của thời đại hay không? Tuyệt vọng, hận thù, mất hướng đi. Tội nghiệp cho cái người trai trẻ 20 tuổi đó, không có nẻo thoát, cảm thấy không ai hiểu được mình, nhưng vết thương trong tâm hồn quá lớn. Có thể người trai trẻ đó giết không phải là vì hận thù, mà tại vì trong tâm hồn không có sự bình an. Làm sao mà hận thù được những em bé 7 tuổi, 8 tuổi, dễ thương, hiền lành như những thiên thần như vậy được? Tại sao mà có thể đang tâm lấy cái súng mà giết hết những em bé nhỏ như vậy được? Trưa nay ăn cơm chúng ta sẽ gửi năng lượng cho các bé. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng đây là bệnh, chứng bệnh của thời đại. Và nếu chúng ta muốn chữa trị cho xã hội của chúng ta, thì chúng ta phải biết chữa trị cho cái bản thân của chính mình trước. Mà theo cái pháp môn mà mình đang học đây, sự chữa trị sẽ không xảy ra được nếu chúng ta không có dừng lại được. Nếu chúng ta không có tìm về được với quê hương đích thực của mình. Mà quê hương đích thực của mình là hai đảo Tự Thân. Về tới thì không còn đi quanh nữa, và mình có cơ hội chăm sóc và chữa trị bản thân của mình, trong đó có thân thể hình hài của mình và tâm hồn của mình có những vết thương đã để lại từ những cái kiếp trước
tức là từ những cái thế hệ trước của cha ông. Khi mà chúng ta làm những cái động tác chánh niệm, đưa tay lên, mà nếu chúng ta quả thực đang có mặt trong giây phút hiện tại, thì chúng ta thấy rằng đây không phải là cử động để nhằm đem tới một cái sức khỏe nào đó. Mà chúng ta thấy rằng trong khi chúng ta đưa hai tay lên, thì cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên chúng ta, con cháu chúng ta đều đưa hai tay lên hết. Chúng ta thấy không, chúng ta không có một cái ta riêng biệt. Không phải là có một cái ta nó đang đưa tay lên. Mà trong khi chúng ta đưa tay hai tay lên, thì tất cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ và con cháu của chúng ta, dầu nó chưa có biểu hiện, thì cũng đưa tay lên với chúng ta hết. Mà nếu chúng ta đưa hai tay lên như vậy mà có niềm vui, có giác ngộ, có hạnh phúc, thấy rằng có một hình hài là chuyện hết sức là mầu nhiệm. Và đưa được hai tay lên như vậy là một cái mầu nhiệm vô cùng. Và mình cảm thấy được cái niềm vui, được cái mầu nhiệm sự sống. Thì trong đó tất cả tổ tiên, bạn bè, cha mẹ, con cháu chúng ta đều có cái niềm vui tiếp xúc được với sự sống mầu nhiệm. Mà chúng ta chỉ có thể đưa tay lên được như vậy khi mà chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Chúng ta đưa tay như vậy không phải là để cho có một cái sức khỏe trong tương lai, mà để cho có một cái niềm vui, cái sự buông thư. Tại vì khi đưa tay như vậy là chúng ta đã về và đã tới. Ở Việt Nam có ít nhất là hai thầy dạy về thiền. Thầy Thanh Từ thì dạy biết vọng không theo. Còn thầy Nhất Hạnh thì dạy đã về, đã tới. Và đã về, đã tới là một cái thực tập của mình. Trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân, đều phải về, đều phải tới. Trong khi đánh răng, trong khi súc miệng, trong khi đi tiểu là phải về, phải tới. Không có được làm gấp gáp, phải tìm thấy niềm vui trong những việc đó. Khi anh chạy răng, anh phải chạy như thế nào mà anh có niềm vui. Anh đang sống trong giây phút hiện tại. Không phải là làm cho mau xong để đi làm cho khác. Đó là sự thực tập. Khi anh đi tiểu cũng vậy. Đi tiểu là một hạnh phúc rất là lớn. Đi cầu cũng vậy. Tại sao anh phải gấp gáp làm cho xong? Và trong khi anh đi ra thiền đường cũng vậy. Anh đâu có cần gấp gáp để đi ra thiền đường. Ra thiền đường thì cũng ngồi, cũng thở chứ có gì đâu. Thì mỗi bước chân đi ra thiền đường đã là thiền đường rồi. Và đó là pháp môn của chúng ta. Mà đừng nói rằng tôi không làm được. Cái chuyện đó làm sao không làm được? Chuyện đó rất là dễ. Không những nó dễ mà nó đem lại cái niềm vui lập tức. Thành khi mình bước một bước chân mà mình về được, mình tới được trong giây phút hiện tại, mình tiếp xúc được với mầu nhiệm của cơ thể, của sự sống, mình không có còn có cái năng lượng thúc đẩy mình đi vòng vòng, phải bỏ giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc trong tương lai, thì cái lúc đó nó có một sự buông thư. Và với sự buông thư đó, với sự an trú trong giây phút hiện tại đó, thì cái sự chữa trị, cái guérison, cái healing nó xảy ra liền lập tức. Cái sự chữa trị, cái healing nó xảy ra trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Every minute, every second is healing. Every breath is healing. Every step is healing. Và cái đó mới là going home, chứ không phải là mua máy bay lên trên ngồi trên đây thì mới về được. Dù anh mua vé máy bay, anh đợi 10 đồng hồ trên máy bay, anh lái, anh tới phi trường, anh thuê xe taxi về nhà, anh vô trong phòng anh đóng cửa lại, anh nằm xuống, chưa chắc anh đã về nhà được. Có thể anh nói home sweet home, rồi trong vài ngày thì anh thấy không phải sweet home nữa, anh muốn đi nữa.
anh chưa có quê hương, anh chưa có nhà. Tại vì anh không biết thực tập theo lời Bụt dạy là quê hương của mình, nhà của mình nó nằm ngay ở trong cái hải đảo tinh thần, mình phải về được. Cho nên cô ký giả đó đã hiểu thầy nhưng mà hiểu chưa sâu. Bởi vì vậy cho nên sau buổi phỏng vấn đó, cô về cô không viết bài đó. Cô về cô mua vé máy bay, cô về Mỹ liền tức. Và không biết là cô có chữa trị được cho cô hay không. Nếu cô không có biết True Home là cái gì. Hôm qua ở dưới Sơn Hà thầy đã viết True Home and Heal. Và chữ home này không có nghĩa là nhà của mình ở bên Mỹ hay là ở bên Đức hay là ở bên Thái Lan. Nhà của mình là bây giờ và ở đây. Biết home, hiện anh nào. Và cái đó là sự thực tập chánh niệm. Để khi mà anh lái xe, anh cũng không lái xe gấp gáp. Trong mỗi giây phút của lái xe thì anh đã về, đã tới rồi. Trong khi anh đi bộ cũng vậy. Và từ cái parking lot, bãi đậu xe, anh đi lên trên cái văn phòng làm việc của anh, thì mỗi bước chân là quê hương, là nhà, là home. Và như vậy thì mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có công năng chữa trị hết. Thì cái giáo lý về đã về đã tới ở tại làng Mai mình đã có trên 30 năm. Và hỏi, nếu có ai hỏi ở làng Mai mình học cái gì, mình thực tập cái gì, thì quý vị có thể nói một cách đơn giản, ở làng Mai chúng tôi chỉ học có một cái là đã về và đã tới. Và cái này không phải là lý thuyết, cái này là nếp sống. Và có những người trong chúng ta đã chứng được cái quả đã về và đã tới. Khi mình nhìn họ đi, họ đứng, họ ngồi, họ ăn cơm, mình biết người này đã về, đã tới. Có an lạc, có sự bản ý ở trong giới hiện tại. Không có còn muốn đi tìm gì nữa, không có muốn đi vòng quanh nữa. Thì cái quả vị mà chúng ta có thể chứng ngộ được là quả vị đã về, đã tới mà không có nói dối được. Hay mình chưa về, chưa tới, người ta nhìn, người ta biết liền lập tức. Nếu mình đã về, đã tới, đã an trú được trong quả vị đó, thì mình thấy người đó có cái bình an, có cái hạnh phúc, có cái fulfillment, có cái mãn ý, có cái plenitude. Và người đó là một người đang được chữa trị, đã được chữa trị. Thì quý vị đừng có cần phải học cho gì, cho nhiều. Chỉ cần học được hai chữ đó thôi, đã về, đã tới. Và làm cho được. Và không phải là làm cho được rồi mới có hạnh phúc, là trong khi làm nó đã có hạnh phúc rồi. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có hạnh phúc hết. Rửa rau có hạnh phúc, sắc cà rốt có hạnh phúc, trừ cầu tiêu cũng có hạnh phúc nữa. Là tại vì mình thấy tất cả đều là mầu nhiệm. Ở trong thiền là như vậy. Mầu nhiệm thay. Đi đốn củi. Đi gánh nước. Nấu cơm cho chúng. Mầu nhiệm nó nằm ở những cái thông thường như vậy. Mình có tự do. Mình đã về, đã tới. Cho nên sự chữa trị nó trở thành một cái thực tại trong từng giây phút. Cho nên nếu chúng ta không cảm thấy có bình an ở trong cơ thể, không cảm thấy có đủ bình an trong tâm hồn, và chúng ta phải thực tập pháp môn này. Pháp môn này nó đủ đơn giản để chúng ta học, và chúng ta có một tâm thân để yểm trợ chúng ta. Tại vì các bạn ta, nam cũng như nữ, lớn cũng như trẻ, đều đang thực tập, đã về, đã tới để có an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Có những người đã thành đạt, mình nhìn vào họ, mình thấy, và mình có niềm tin, mình cũng sẽ làm được cho họ. Và nếu quý vị thực tập 3 ngày,
cho hết lòng, thì quý vị đã thấy có một sự thay đổi. Quê hương trong từng bước chân, quê hương trong từng hơi thở, sự chữa trị trong từng bước chân, sự chữa trị trong từng hơi thở. Chúng ta làm cho chúng ta làm cho gia đình chúng ta làm cho những em bé vừa mới bị thảm sát ngày hôm kia ở Connecticut. Tại vì những em bé đó là ai? Những em bé đó là con của mình, là cháu của mình, là mình. Xã hội này đang bị bệnh, và chúng ta người nào ít nhiều cũng có bệnh. Vì vậy chúng ta phải lo chữa trị cho chúng ta. Mà muốn chữa trị là phải theo cái pháp môn đã về và đã tới. Anh là người Phật tử, anh thực tập như vậy. Anh không phải là người Phật tử, anh cũng phải thực tập như vậy. Nếu không, anh cứ tiếp tục đi vòng quanh, tìm kiếm, và không bao giờ anh có thể chữa trị được cho anh. Làm sao anh chữa trị được cho thế giới, cho xã hội? Bây giờ chúng ta học kinh. Thì giả đem phát cho mấy vị đang dịch. Mà còn thì đưa cho có một cái con sâu thứ hai ở trong kinh. Bây giờ mình phải tìm nó ra để mình lấy con sâu, không thôi nó làm rầu nồi canh. À, mấy tuần trước mình đã bắt được con sâu khá bự. Bây giờ một con sâu khác. À, chúng ta nói về tam pháp ấn, tức là ba cái dấu ấn. Nó chứng tỏ rằng cái giáo pháp này, cái pháp môn này là đích thực là pháp môn của Bụt. Pháp ấn, tam pháp ấn, ở tiếng Pali gọi là Ti Lakkhana. Tiếng Phạn là Tri Lakshana. Dhamma Siêu. Ấn này tức là cái khuôn dấu, cái dấu ấn. Hễ mà giáo lý nào mà không có dấu ấn đó là không phải là giáo lý của Bụt. Thì chúng ta thấy có ba cái mà ở Phật giáo Bắc Tông á, truyền thừa là vô thường, impermanence, vô ngã và niết bàn. Nhưng mà trong Phật giáo Theravada thì không phải như vậy. Trong Phật giáo Theravada thì tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi ở Bắc Tông á, thì tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn.
Vô thường vô ngã là đại diện cho cái bình diện tích môn, historical dimension. Nhưng mà nhờ quán chiếu vô thường vô ngã, mình đạt tới bản môn, tức là Niết Bàn. Ở trên bình diện tích môn đó, conventional truth thì có cái tà kiến là thường và ngã. Và tại vì nhìn sự vật như là có thường hoặc ngã thì nó đưa lại rất là nhiều đau khổ, cho nên buộc mới đưa ra hai cái pháp ấn đầu là vô thường vô ngã. Và vô thường vô ngã nó giống như là một cái cỗ xe, giống như là một cái vehicle nên nó đưa tới Niết Bàn, tức là hạnh phúc. Thì vô thường vô ngã là con đường, chứ không phải là cứu cánh. Vô thường vô ngã là thuốc để chữa trị, là phương tiện, là thuốc để chữa trị, là giải độc dược, là antidote. Tại vì trong cái nhận thức thông thường của thế gian là vạn vật có thường và có ngã, có tôi và có anh khác nhau. Và sự vật tuy là vô thường nhưng mà mình thấy sự vật là thường, cái đó là tà kiến, wrong view. Vì vậy cho nên buộc đưa ra một cái thuốc giải độc là antidote. Antidote là thuốc giải độc, giải độc. Giải độc dược. Và mình phải nhớ những giáo lý của Bụt dạy là có cái công năng giải độc, có công năng giải phóng. Cái mục đích của Đức Thế Tôn ra đời không phải là để thiết lập một hệ thống triết học, một chú thuyết, một triết học. Mục đích của Đức Thế Tôn là giúp cho người ta bớt khổ, hết khổ, chứ không phải là để thiết lập một chú thuyết, triết học. The Buddha is there to help and not to make theories. Phải thấy điều cái điều đó. Cho nên mình đi tìm, mình thiết lập ra một cái hệ thống triết lý Phật giáo là không có đúng. Buộc không phải là một nhà triết học. Buddha is not a philosopher. He is not interested in establishing a system of metaphysics. Mục đích của Buộc là giải độc. Mà cái tà kiến là độc. Wrong view, cái tà kiến về thường về ngã nó đem lại rất là nhiều đau khổ. Sự vật là vô thường và vô ngã mà mình thấy nó là thường và có cái ngã thì mình khổ đau, mình thất vọng, mình tuyệt vọng. Cho nên Bụt mới đưa ra cái antidote là vô thường và vô ngã. Cái mục đích của Bụt không phải là đưa vô thường vô ngã ra làm cái lý thuyết. Vô thường vô ngã là một cái phương tiện, là một cái thuốc giải độc, chứ không phải là một lý thuyết. Và nếu mà mình bị kẹt vào vô thường vô ngã
tức là mình bị rắn cắn. Có nhiều người hiểu lầm cái giáo lý của đạo Phật và tôn thờ những cái giáo lý đó là chân lý tuyệt đối, nhưng mà không biết rằng những giáo lý đạo Phật là phương tiện thôi để đưa tới cái thấy chánh kiến, và niết bàn là trạng thái chấm dứt của những khổ đau phiền muộn nóng bức. Niết bàn có thể dịch là coolness. Khi những cái phiền não như là giận hờn, tuyệt vọng, hận thù nó cháy bùng lên thì đó là những ngọn lửa. Những ngọn lửa đó làm cho mình thất điên bất đảo, mình khổ đau. Và khi mà dập tắt được ngọn lửa đó rồi thì nó có cái tình trạng mát dịu, lắng dịu. Cái đó gọi là niết bàn. Cho niết bàn vì vậy cho nên dịch là extinction, tức là dập tắt những ngọn lửa phiền não và dập tắt những cái tà kiến. Và chúng ta đã học rồi, một là phiền não chướng, hai là sở trụ chướng, và niết bàn là sự dập tắt của hai cái loại chướng ngại đó, phiền não chướng và sở trụ chướng. Thành vô thường vô ngã không phải là chân lý để mình thờ phụng, mà ai nói đồng tới là mình nổi súng lên, mình cầm súng mình giết, không phải như vậy. Vô thường vô ngã là antidote, là thuốc giải độc. Và khi mà giải độc được rồi á thì vứt thuốc đó luôn đi, đừng có đem lên thờ. Cũng giống như là mình đi mua một cái cuốc về để mình trồng khoai, phải không? Thì cuốc có mục đích là để trồng khoai. Mình đem cái cuốc mình đâu ăn cái cuốc được, mình đem cái đó là cái dụng cụ, mình không có tiếp nhận để mà thờ phụng, mà mình để sử dụng. Và giáo lý này cũng như là một cái dụng cụ để mình đào xới, để mình sử dụng, để mà đạt tới cái thấy niết bàn, cái thấy nó đưa lại sự lắng dịu. Cho nên vô thường á, nó là phương tiện, nó là thuốc giải độc, chứ đừng coi vô thường vô ngã là chân lý tuyệt đối ngàn đời. Cái đó là rất là quan trọng. Và khi thấy như vậy thì mình vượt thoát những cái gọi là fanaticism, cuồng tín, và thái độ giáo điều. Thái độ giáo điều là dogmatism, còn cuồng tín là fanaticism. Mà đạo Phật là không có cái đó. Không có cuồng tín, không có giáo điều, không có giết, không có đánh, không có phá. Khi mà ta đồng tới cái đạo của mình, đồng tới cái vị giáo chủ của mình, đồng tới cái giáo lý của mình, là mình không có giận. Tại vì những giáo lý của mình là phương tiện, ha? Chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Vì vậy cho nên trong đạo Phật không có cái dogmatism, tức là không có giáo điều để mà bảo vệ, không có cuồng tín, không có fanaticism. Khi mà chúng ta thực tập các giới tiếp hiện, chúng ta thấy cái điều đó rất là rõ. Và một người Phật tử đích thực không bao giờ cầm gươm, cầm súng để đánh phá những người làm đồng chạm tới cái niềm tin của mình. Trên cái hồi mà những người Hồi giáo tới mà đập phá, mà tàn sát tăng ni đó, thì các thầy ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10 đã chọn cái giải pháp bỏ chạy thôi. Các thầy đã ôm lấy một ít kinh sách để bỏ chạy lên miền Bắc. Trước hết là đi về Nepal. Nếu mà mình tổ chức quân đội để đánh lại người Hồi giáo thì là mình chống lại chính mình. Tại chính mình là theo con đường của từ bi, của bất bạo động. Mà nếu mình muốn bảo vệ Phật Pháp bằng những cái phương tiện bất bạo động và hận thù, thì mình bảo vệ làm gì? Cái đó đâu phải đạo Phật đâu mà bảo vệ. Cho nên cái giải pháp của các thầy hồi đó là đi tị nạn.
đem theo một ít kinh đi tịnh hạnh. Và mình cũng biết ơn quý vị đã không có tổ chức kháng chiến bạo động. Quý vị đã áp dụng phương pháp bất bạo động để có thể tiếp tục làm người Phật tử. Thành ra mình thiết lập vô thường á, là để cho mình thoát khỏi thường. Mình thiết lập vô ngã để thoát khỏi ngã. Nhưng mà khi mà thoát khỏi rồi á, thì mình phải liền vô thường và liền vô ngã đi. Cũng như thuốc uống á, khi mà anh uống hết bệnh rồi thì anh giữ cái thuốc làm gì nữa? Anh uống thêm vô không được không ạ? Và những người không có bệnh mà uống cái thuốc đó vô không có tốt đâu. Bởi vì vậy cho nên thuốc là để trị cái bệnh. Vì có cái bệnh đó cho nên mới có cái thuốc đó. Nếu không có cái bệnh đó, tại sao phải dùng cái thuốc đó vô cho khổ? Vì vậy cho nên vô thường, vô ngã, cho đến cả tương tức, cho đến cả không cũng là thuốc không thôi, thuốc trị độc thôi, chứ không phải là chân lý tuyệt đối để mình thờ phụng. Và vì vậy cho nên mình tránh được cái giáo điều, cái tính giáo điều và cái tính độc đoán. Nói như vậy rồi thì bây giờ mình mới đi sâu vào chi tiết. Là có một số Phật tử không có ít, họ bị OCD. Tiếng Việt là gì? Ám ảnh á. Bởi cái họ bị obsessed bởi cái tư tưởng luân hồi là khổ. Cuộc đời là khổ. Và vì vậy cho nên họ đã dùng chữ khổ để làm một trong ba cái pháp ấn. Thì giáo lý của Bụt á, bắt đầu bằng tứ diệu đế là bốn sự thật. Thì Bụt nói sự thật thứ nhất là khổ, yêu mình. Và khi mà nghe anh nói như vậy thì ôi thôi, là hùa nhau để mà nói rằng nếu Bụt nói như vậy thì nó đúng rồi, tất cả đều là khổ hết. Nhưng mà đâu, Bụt đâu có dạy chỉ có khổ, Bụt dạy cái khác nữa. Mà theo cái giáo lý tương tức của Bụt á, thì hết mà có khổ thì thế nào phải có vui. Nếu không có vui thì làm gì có khổ được. Cũng như nếu không có tay trái thì làm gì có tay phải. Thì giáo lý tương tức của Bụt á, là hết có khổ là có vui, hết có vui là có khổ. Cái đó gọi là lý tương đại. Cái này có vì cái kia có. Cái câu đó là hay nhất trong đồng bộ. This is because that is. Vì vậy cho nên hễ có khổ thì mình biết là có vui, hễ có vui là mình biết là có khổ. Và vì vậy cho nên Vì ám ảnh bởi cái ý niệm khổ, cho nên những cái Phật tử đó không thấy cái thực sự thứ ba là vui. Vui tức là sự diệt khổ. Sự thực thứ ba là diệt, có nghĩa là sự vắng mặt của khổ. Và sự vắng mặt của khổ là sự có mặt của vui, cũng như là sự vắng mặt của bóng tối, tức là sự có mặt của ánh sáng. Bụt đâu phải chỉ dạy khổ, Bụt cũng dạy vui vậy, nhưng mà tại vì mình bị ám ảnh, OCD bởi cái đó cho nên không thấy cái này. Tại sao trong pháp ấn
không để vui vào đây mà để khổ không? Khổ là sự thật thứ nhất, và sự thật thứ hai là có một con đường đưa tới khổ. Tức là một cái nếp sống, một cái cách thức sống, nó đem lại cái khổ. Trước hết là cái thấy rằng mọi cái tà kiến là tất cả đều là thường và đều có ngã. Nhưng mà đối là cái khổ còn có cái vui. Và muốn đi tới cái vui đó thì có cái sự thật thứ tư là con đường đưa tới vui, đưa tới sự diệt khổ. Tức là diệt khổ. Mà sự thật thứ ba là diệt khổ. Vậy thì vì giáo lý tứ diệu đế mình hiểu như thế nào để mình bị ám ảnh bởi một sự thật rồi mình không có thấy rõ những cái sự thật khác, thì cái đó là một sự mất thăng bằng. Và nhất là khi người ta nghĩ rằng là phải nhắc đi nhắc lại đời là khổ thì mới chứng đạo được. Idam dukha dukhamti. Và vì vậy cho nên người ta đã đưa khổ vào là một trong ba pháp ấn. Mà khổ thì ở ngoài đời họ, người ta cũng thấy khổ vậy, đâu cần phải làm pháp ấn nữa. Hay sự vật mà vô thường và vô ngã, mà nếu mình không biết nó là vô thường vô ngã thì mình khổ. Bởi vì vậy cho nên cái tam pháp ấn á, vô thường vô ngã với niết bàn á, nó đi đôi một cách tuyệt hảo với hai cái bình diện tích môn và bản môn. Ở trên này á, nó có thường có ngã, và dưới này á, nó có vô thường vô ngã, nó đưa tới niết bàn. Nó có con đường rõ ràng, vô thường vô ngã, quán chiếu vào vô thường vô ngã thì sẽ thấy tương tức, sẽ thấy trung đạo, sẽ thấy duyên sinh và phải sẽ tiếp cận được với niết bàn. Và vì vậy cho nên tam pháp ấn mà không có niết bàn là rất là thiếu. The three dhamma seals without nirvana is not complete. Như vậy mà cả cái hệ thống Phật giáo Nam Tông đang bị cái đó. Chúng ta có một cái kinh may mắn, chúng ta còn làm cái kinh gọi là kinh Khana đó. Quý vị có bảng tiếng Anh, đó là kinh thứ 262 của Tapa Hàm. Kinh này nói về thầy Chiên Đà. Sau khi buộc mới nhập diệt xong thì thầy Chiên Đà mới đi tìm học. Và thầy tới Vườn Lộc Uyển và gặp rất là nhiều các vị thượng tọa đó và hỏi về yếu nghĩa của Phật pháp. Về các thầy nào cũng lặp lại tam pháp ấn hết. Mà các thầy nào cũng nói tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn hết. Và cái câu vô thường, vô ngã, niết bàn lặp lại 4-5 lần ở trong cái kinh này. Nó là cái formula, nó là cái công thức hồi đó buộc mới nhập diệt. Và các thầy còn nhớ rất là rõ là ba cái dấu ấn của Phật pháp là vô thường, vô ngã và niết bàn. Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Và ai cũng thuộc lòng như vậy hết.
Và cũng may mắn cái kinh này nó còn lại. Nó chứng tỏ rằng ba phần là ba cái đó. Có một điều rất buồn cười là kinh này trong tràng Pali thì người ta bỏ chữ Niết Bàn ra. Nhưng mà không có dám thêm chữ khổ vô. Trong này, kinh này trong tạng Pali nó có, nhưng mà chỉ nói vô thường vô ngã thôi. Dám bỏ cái chữ Niết Bàn, nhưng mà không có dám bỏ vô, đưa vô chữ khổ. Và trong những cái bản chú giải kinh á, thì có các nghĩa tại sao không đưa cái khổ vô, tại vì sợ đưa vô. Thì nói rằng nếu tất cả đều khổ thì trong đó Phật Pháp cũng khổ, Tứ Diệu Đế cũng khổ, Bát Chánh Đạo cũng khổ, Niết Bàn cũng khổ thì không được. Vì vậy cho nên không có đưa vô. Đưa vô kẹt. Vì vậy cho nên trong đó, trong cái kinh đó, bằng tiếng Pali chỉ có hai pháp ấn thôi. Là vô thường, vô ngã. Thôi không có dám đưa khổ vô. Sợ đưa khổ vô thì là vớ đủ cả nắm. Nói Phật Pháp cũng là khổ, Bụt cũng khổ, Thắng Tăng cũng khổ, Tăng Đoàn cũng khổ thì không có được. Cho nên kẹt ở chỗ đó. Và nếu quý vị đọc kinh Chuyên Đà Tạp A Hàm, kinh thứ 262, thì quý vị sẽ thấy cái công thức đó lặp đi lặp lại nhiều lần lắm. Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thành ra kinh này á, là một cái bảo vật vô giá. Và tại vì cái cấu trúc của kinh á, nó rất là chặt chẽ. Tại vì các vị thượng tọa lặp đi lặp lại câu đó rất là nhiều lần. Cho nên người ta không có dám thay đổi. Sửa lại không có được, còn những chỗ khác sửa lại được hết. Và có một cái chứng cứ thứ hai nữa là trong cái bộ luận của Thầy Long Thọ đó, tức là Đại Trí Đội Luận đó, Mahaprajna Paramita Shastra đó, thì Thầy Long Thọ cũng nói rằng Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Trong cái đó, trong truyền thống Nam Tông thì nói Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Ngày xưa, Thầy An Nan làm công việc này rất là nhiều. Thầy có bổn phận phải trùng tuyên lại. Trùng tuyên tức là repeat những cái điều của Bụt dạy để cho các thầy học. Các vị kinh sư đó phải học những lời Bụt và phải học thuộc lòng. Tại vì ngày xưa chưa có máy thu thanh, chưa có giấy, chưa có bút, chưa có viết xuống được, cho nên phải học thuộc lòng. Và khi mà thầy An An thấy các thầy lặp lại sai thì thầy phải sửa. Thầy phải sửa, nói buộc cũng phải nói như vậy, tôi lặp lại không phải như vậy, thầy phải sửa lại. Thì trong suốt mấy chục năm làm thị giả cho buộc là thầy An An làm công việc đó, là sửa lại những cái điều trùng tuyên sai của các thầy khác. Thì bây giờ thầy Nhất Hạnh cũng chỉ làm công việc của thầy An An thôi. Thầy Nhất Hạnh là sự tiếp nối của thầy An An. Thấy có những gì truyền lại sai thì thầy sửa lại thôi, không có gì hết. Buộc không có nói như vậy, thầy An An không trùng tuyên lại như vậy. Cái đó là mình nhớ lộn, mình đặt sai chỗ mà thôi. Thành ra nếu sau này có ai hỏi mình là ai, thầy là ai mà dám sửa kinh của Bụt, thì nói mình đâu sửa kinh của Bụt, mình chỉ làm việc có thể ăn năn thôi mà. Thấy lặp lại kinh Bụt sai thì mình phải sửa lại cho thôi, tội nghiệp cho Bụt. Vậy thôi. Biết cách chưa? Thì cái tờ này á, một bên á
là tiếng Anh, một bên là tiếng Việt. Đó là trong Cương Ưng Bộ 22-59, Samyutta 22-59. Thì thầy đọc tiếng Anh trước ha. Cái đoạn này có rất nhiều ở trong kinh. Nếu đã không có Trường Tuyên sai thì thôi, hễ mà nó là sai, nó sai hết, nó sai toàn bộ, nó sai đồng bộ. What do you think, O monks? Is Rupa permanent or impermanent? Này các thầy, các sĩ, các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Đó là câu hỏi của Bụt. Các thầy trả lời, impermanent, venerable one, bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Tới đây là không có gì để cho mình phải than phiền hết. Này các thầy, khắc sĩ, các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, vô thường. Và thọ, tưởng, hành và thức là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, vô thường, rất là đúng. Are feelings, perceptions, mental formations and consciousness permanent or impermanent? Impermanent, venerable one. So far it's perfect. Nhưng mà tới đây thì nó có con sâu. But what is impermanent? Is it something pleasant or painful? Vậy thì những gì vô thường là khổ hay là lạc? Bỏ cái khổ vào đó là sai. Đáng lý phải để cho cái vô ngã đi tiếp theo thì mới đúng cái logic. Mình đã không có chấp nhận vô thường thì thôi. Mà một khi mình chấp nhận vô thường thì mình phải chấp nhận vô ngã. Tại ngã là cái gì? Ngã là cái gì? Nó thường còn, nó không biến hoại. Một cái linh hồn bất diệt. Mình nhìn vào năm uống thì không thấy có cái gì thường tồn, bất hoại, bất diệt hết. Ở trong những cái cảm thọ, những cái tri giác, những cái tâm hành của mình không có cái gì thường còn và bất hoại hết. Và vì vậy cho nên hễ chấp nhận vô thường là phải chấp nhận vô ngã. Có phải vậy không? Nếu mà mình tin là có một cái linh hồn bất tử để đi luân hồi, để tạo nghiệp, để nhận chịu quả báo, thì như vậy mình không có thực sự tin vào vô thường. Tại nếu có cái linh hồn bất tử mà đi ngang qua thời gian và không gian như vậy thì là có cái thường rồi. Cho nên chấp nhận vô thường là thế nào cũng phải chấp nhận vô ngã. Vì vậy cho nên cái vô thường nó đưa tới vô ngã. Nhưng mà đây là cái vô thường nó đưa tới cái khổ. Nó không có hợp lý. Tại cái vô thường nó có thể đưa tới cái vui. Ví dụ như một chế độ độc tài bây giờ nó sụp đổ thì đem lại biết bao nhiêu niềm vui cho người ta. Nếu mà không vô thường thì làm sao một chế độ độc tài nó sụp đổ được? Và nếu mình bệnh, mà nếu cái bệnh nó thường hoài thì làm gì mà có hy vọng nó được chữa trị? Nhờ bệnh nó vô thường cho nên mình mới có sự chữa trị, cho nên cái vô thường nó không có tội gì hết. Cái vô thường là cái tốt. Nếu mà sự vật không vô thường á, thì hột bắp nó luôn luôn là hột bắp, làm sao trở thành ra cây bắp và trái bắp cho mình ăn? Nếu sự vật không vô thường á, thì em bé làm bé suốt đời không có bao giờ trở thành người lớn được. Vì vậy cho nên vô thường là một cái rất là hay. Nếu không có vô thường làm sao có sự sống? Cho nên nghĩ vô thường một cách tiêu cực là không có đúng. Mà vô thường là khổ là không có đúng. Và vì vậy cho nên chen vào đây là chen cái khổ vào đây là không có đúng. Một cái lý do nữa, một lý do rất là thực tế, rất là vững chắc nữa là pháp ấn, tức là những cái gì, những cái tướng trạng của sự vật. Ví dụ như cái tờ giấy này,
Mình nói là vô thường thì đúng rồi. Mình nói nó là vô ngã thì đúng rồi. Mình nói nó là niết bàn cũng đúng nữa, tại vì bản chất của nó là không sinh không diệt. Nhưng mình nói nó là khổ thì rất là buồn cười. Hả? Tại vì khổ là một cảm thọ. Sự vật vô thường mà mình cho nó là thường, cho nên mình mới khổ. Sự vật vô ngã mà mình cho nó là có ngã, cho nên mình mới tuyệt vọng. Sự vật là không sinh không diệt mà mình thấy có sinh có diệt, cho nên mình mới khổ. Thì cái khổ đó là do vô minh, chứ không phải là do sự vật. Vì vậy cho nên pháp ấn là vô thường thì đúng, pháp ấn là vô ngã thì đúng, pháp ấn là niết bàn đúng, nhưng pháp ấn là khổ là không có đúng. Đó là một lý luận rất là sắc bén, rất là vững chãi. Như là cái cục đá kia, nó vô thường, tuy là nó là cục đá nhưng nó vô thường, nó là vô ngã. Nhưng mà nói cục đá là khổ thì nó tức cười lắm. Khổ tức là một cái gì nó phát sinh khi mình có phiền não, khi mình có nhận thức sai lầm. But what is impermanent is something pleasant or painful. Painful, venerable one. Vậy thì những gì vô thường là khổ hay là lạc, bạch Đức Thế Tôn? Khổ. Thì cái liên tục nó không có đúng. Vô thường nó đưa tới vô ngã thì nó rất là đúng, rất là hợp lý, rất là logic. Còn vô thường mà đưa tới khổ là không có đúng. Tại mình đã thấy rằng có những cái vô thường kia nó đưa tới niềm vui rất là nhiều. Ví dụ cái bệnh mà không có vô thường á, thì làm sao mình chữa lành được, mình có hạnh phúc được, phải không? Mình không thấy được cái tích cực của vô thường. Nếu mà hộp bắp không vô thường thì làm sao mà trở thành cái bắp để có bắp cho mình ăn? Nó cứ ì ra là hộp bắp ngàn đời như vậy. Và vì vậy cho nên không có logic, nó cũng giống như là 12 nhân duyên. Hệ có thọ là có ái. Nhưng mà thọ với cái người mà giải thoát đó, thì không có ái. Mà có thể có, không có đam mê, mà lại có thể là có giải thoát. Và vì vậy cho nên cái này là rất là gượng ép. Vô thường là phải khổ, là gượng ép. Vậy thì những gì vô thường, khổ, luôn luôn biết dịch ấy, mình có thể nói rằng cái này là của tôi là cái này là cái ngã của tôi không? Bậc Đức Thế Tôn không? But what is impermanent, painful, subject to sense, could it be rightly said, this belong to me, this is I am, this is myself, no venerable one. Và cái đoạn kinh này có rất là nhiều trong kinh, lặp lại cả hàng chục lần, trăm lần trong các kinh. Và hễ sai một chỗ là lặp lại sai hết tất cả các chỗ, sai đồng bộ luôn. Và người ta đã bỏ là đã để vô thường, khổ, vô ngã làm tam pháp ấn. Thành ra đã đến lúc mà mình phải minh oan cho buộc, mà mình phải thiết lập lại cái sự thật và mình có những cái chứng cớ rất là hùng biện. Trước hết là cái công thức vô thường, vô ngã niết bàn ở trong kinh Chiên Đà này mà tất cả các vị thượng tọa ở Vườn Lộc Uyển lặp lại khi thầy Chiên Đà tới hỏi thì người nào cũng nói Phật pháp yếu chỉ của Phật pháp là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và như vậy thì có cả hai bình diện, một bình diện tích môn và bản môn rất là rõ ràng. Còn bên này chỉ có tình bình diện tích môn thôi, không có bình diện bản môn. Và nếu mà không có niết bàn thanh tịnh an lạc thì cái đó không phải là Phật giáo. Và trong khi đó thì Phật giáo Nam Tông nói rất nhiều về niết bàn, nhưng mà không đưa niết bàn vào làm một cái dấu ấn trong ba dấu ấn. Bây giờ đây thì mình mới tân tu lại, revise lại cái đoạn kinh đó và để
phục hồi lại cái chân ý của Bụt, restore cái pháp ấn của Bụt. Thì thầy sẽ đọc bằng tiếng Việt trước ha. Quý vị nghe cái đoạn tiếng Việt này thấy có đúng là của Bụt nói hay không? Và có phải là thầy Anan trùng tuyên lại như vậy không? Này các vị các sĩ, các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, vô thường. Thọ tưởng hành và thức là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, vô thường. Vậy thì những gì vô thường ấy luôn luôn biến diệt trong từng sát na ấy, ta có thể gọi chúng là những cái ngã hay không? Ta có thể nói rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là cái tôi của tôi hay không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này các vị khất sĩ, quán chiếu về vô thường, vô ngã, người hành giả đạt tới cái thấy không sinh, không diệt, không có, không không, không tới, không đi, không thường, không đoạn. Đó là niết bàn, đó là sự lắng dịu, đó là giải thoát mọi niềm đau, đó là niềm vui của cảnh. Đó là cái đoạn văn mình tái lập lại. Mà nó đi đúng cái giáo lý của Bụt 100%, không có tì vết. What do you think, O monks? Is rupa permanent or impermanent? Rupa tức là matter. Is rupa permanent or impermanent? Impermanent, venerable one. Are feelings, perceptions, mental formations and consciousness permanent or impermanent? Impermanent, venerable one. But is what is impermanent subject to change? Could it be rightly said that this is a self? This belong to me, this I am, this is myself? No, venerable one. Monks meditating on impermanence and non-self, practitioners will get the right view of no birth, no death, no being, no non-being, no coming, no going, no eternity, no annihilation. This is nirvana. This is the coming down. This is the liberation from suffering. This is true happiness. Rồi cái này là cái restoration của kinh. Đây là công trình của thầy Anan và mình chỉ là sự tiếp nối của thầy Anan, tiếp tục lại để mà phục hồi lại cái tam pháp ấn. Ở trong kinh có những con sâu rộm rất là lớn, để thầy chỉ cho quý vị coi một trong những con sâu rộm lớn. Trong Majjhima Nikaya 36 đó, thì có một đoạn nói mà Đức Thế Tôn dạy kể lại cái quá trình tu tập của Ngài trước khi thành đạo. Và có một lần Đức Thế Tôn dùng bạo lực mà ép cái thân mình, ép cái tâm của mình, dùng những phương pháp bạo động để đè nén cái tâm mình và thân mình, và không thành công, và làm cho khổ đau thêm. Và Ngài kể lại như thế này: tôi nghĩ tại sao tôi không ngậm cứng hai hàm răng lại, lưới đè sát nắp họng, lấy tâm mà quật ngã tâm, lấy tâm mà đàn áp tâm. Đức Thế Tôn đã dùng những cái biện pháp bạo động như vậy. Rồi như một người lực lưỡng có thể nắm lấy đầu hoặc hai vai của một người yếu hơn mà chế ngự người ấy, ép buộc người ấy phải tùng phục, đàn áp người ấy. Tôi đang ngậm cứng hai hàm răng lại, lưới đè sát nắp họng và cố sức
lấy tâm quật ngã tâm và đánh bại tâm. Mồ hôi tôi chảy ra nhễ nhại khi tôi làm như vậy. Dù năng lực tuôn ra đầy dẫy trong tôi, dù chánh niệm vẫn được duy trì không đứt đoạn, thân tâm tôi vẫn bất an và tôi kiệt sức vì những cố gắng mệt nhọc. Những cảm thọ khổ đau như thế phát sinh thêm nơi tôi và vẫn không có tác dụng điều phục được tâm tôi. Buộc nói như vậy. Thầy đọc bản tiếng Anh. Suppose with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrain, and crush mine with mine. While I was doing that, sweat ran from my armpits, just as a strong man might seize a weaker man by the head or shoulders and beat him down, constrain him and crush him. So too, with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrain, and crush my mind with my mind, and sweat run from my armpits. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwhelmed and uncalm because I was exhausted by the painful striving. Tức là buộc nói là kinh nghiệm của Ngài và khuyên mình đừng có nên dùng cái phương pháp bạo động để trấn áp cái thân mình và trấn áp cái tâm mình. Nhưng mà cái đoạn này đã đưa vào lại vào trong kinh coi như là một cái rất là hay. Trong kinh Vitaka Santana Sutta và M20 á, Majima 20 cái kinh này nó cũng có ở trong chữ Hán, đó là kinh Tăng Thượng Tâm. Trung A Hàm. Trong kinh này là kinh Vitakka Santana Sutta. Có lặp lại: ví như một người lực lưỡng nắm lấy đầu hoặc hai vai của một người yếu hơn, chế ngự người ấy, ép buộc người này phải tùng phục, đàn áp người ấy. Này các vị khắc sĩ, nếu vị khắc sĩ trong khi quán chiếu để đình chỉ các tư tưởng bất thiện liên hệ tới ái dục và sân hận mà các tư tưởng ấy vẫn tiếp tục phát khởi, thì vị khắc sĩ ấy phải nghiến răng lưỡi đè sát nắp họng, cố sức lấy tâm quật ngã tâm và đánh bại tâm. If while practicing in order to put an end to unwholesome thought linked with craving and anger, and these afflictions continue to arise, and then you have to clench your teeth, you have to press your tongue
on the roof of your mouth, you have to beat your down, you have to do like that. Và như vậy thì trong cái đoạn kinh này á, là đứng vào phương diện hình thức, thì kinh này khuyên mình nên làm giống hệt như là Bụt khi mà Ngài đã làm trước khi thành đạo và thất bại. Rất là nguy hiểm. Trong cái kinh quán niệm hơi thở, mà quán niệm bốn lĩnh vực quán niệm, là kinh niệm thân, trung hàm tám. Ở trong hán tạng thì trước hết mình thấy có cái kinh tức là kinh 98 của Trung Hàm. Và kinh niệm thân. Là kinh thứ 8 của Trung Hàm. Cũng lấy lại cái đoạn đó và nói rằng cái đó là cái mình nên làm. Đây là cái đoạn văn ở trong niệm xứ kinh 98. Vì khắc sĩ quán niệm thân như thân, ngậm khít hai hàm răng lại, lưỡi áp vào đắp họng, lấy tâm mà chế ngự tâm, đối trị tâm, tiêu diệt và đoạn dứt tâm. Như hai người lực sĩ nắm lấy một người sức yếu, chế ngự hoàn toàn người này một cách tự do. Vì ấy ngậm khít hai hàm răng lại, để lưỡi trên nóc họng, lấy tâm mà chế ngự tâm, đè nén tâm, đối trị tâm. Tức là đưa vào kinh những cái điều mà Bụt nói không nên làm và nói rằng là nên làm. Đó là những con sâu rất là lớn, mà không phải là chỉ có trong một kinh, nó có trong nhiều kinh. Trong tạng Pali cũng vậy, mà trong tạng Hán cũng vậy. Hai cái kinh này, Trung A Hàm, niệm xứ kinh và niệm thân đều có cái đoạn đó hết và khuyên người ta nên làm cái điều mà ngày xưa Bụt đã làm và thất bại. Tức là dùng cái phương pháp bào động để trấn ngự tâm và trấn ngự thân. Do đó cho nên khi mà mình học á, mình phải học với cái tư cách, với cái tinh thần của người học giả. Tại vì trong có một cái kinh gọi là kinh Kalama rất là hay. Kalama là cái kinh mà Bụt nói cho một số những người trẻ tuổi của dòng của bộ tộc Kalama. Và cái bữa đó các thanh niên Kalama tới bao quanh Bụt và hỏi rằng là thỉnh thoảng có một vị đạo sư đi ngang qua đây, chúng con mời vị đạo sư đó dừng lại để giảng cho chúng con. Thì vị nào cũng nói là cái giáo lý của họ là hay nhất, đúng nhất. Thành ra chúng con không biết tin ai, tại người nào cũng nói giáo lý của họ là hay nhất, đúng nhất, và giáo lý của các vật đạo sư khác là nó sai. Thì Bụt dạy như thế nào? Thì cái kinh này nổi tiếng lắm, tại vì những lời của Bụt dạy nó có một cách rất lâu học. Bụt nói rằng, này các thanh niên Kalama, đừng vội tin một cái điều gì, dầu điều đó là đã được chép trong kinh điển. Này các thanh niên Kalama, đừng vội tin một điều gì, dù điều đó là do một bậc thầy nổi tiếng nói ra. Điều gì mà quý vị nghe, quý vị hãy quán chiếu cho kỹ lưỡng, coi nó thực hợp lý không? Dùng cái trí tuệ của mình để mà xét nghiệm có đúng, hợp lý hay không? Và quý vị phải đem ra áp dụng. Nếu nó đem tới sự an lạc, giải thoát, hạnh phúc, thì quý vị mới tin mà thôi. Còn nếu trí tuệ của mình không có
thấy được và cái sự thực tập của mình chứng tỏ rằng cái điều đó không có đúng, thì tại sao mình phải tin vào những điều đó? Đó là kinh Kalama, nó chứng tỏ đạo Bụt nó có một cái tinh thần rất là khoa học. Đừng vội tin tưởng một điều gì dầu điều đó đã được ghi chép trong kinh điển. Đừng vội tin tưởng một điều gì dầu điều đó đã được đã do một vị đạo sư nổi tiếng nói lên. Cho nên người Tây phương họ nói là kinh Kalama the shutter of free inquiry, tức là nguyên tắc của tư tưởng tự do, tư tưởng tự do. Và các vị tổ của chúng ta ngày xưa cũng có nói như vậy. Các vị tổ nói rằng đừng có khơi từng chữ một ra mà giải thích, phải dùng cái trí tuệ. Y kinh giải nghĩa, Tam Thế Phật Quang, tức là nếu mình cứ lấy từng chữ trong kinh mà giải nghĩa thì mình tạo ra sự oán ức cho ba các chư Phật trong ba đời. Vì vậy cho nên mình phải dùng cái trí tuệ của mình. Mình đừng có bị kẹt vào chữ nghĩa. Cho nên mình có phương pháp gọi là ý trí bất ý thức. Tức là nương vào trí tuệ mà đừng có nương vào cái sự phân biệt. Ý kinh giải nghĩa là cứ nương vào kinh mà cắt nghĩa từng chữ một thì làm oan ức cho ba đời các đức Phật. Đó là cái điều các chư tổ đã nói. Cho nên mình học á, thì mình phải biết sử dụng cái trí tuệ của mình, phải cái dùng cái logic của mình. Và nhất là mình có thể tư duy, mình có thể quán chiếu, rồi mình có thể đem áp dụng. Thì lúc đó, cái niềm tin của mình mới gọi là chánh tín. Còn nếu không thì không gọi là chánh tín, và mình bị rắn cắn. Thành ra sau này mà nếu mà có những cái sai lầm ở trong kinh mà mình chữa lại được rồi thì mình trong khi dịch kinh thì mình phải đưa những cái này vô, mình phải đưa nhận thức của mình vô và mình nói rằng là e rằng truyền tụng lại như vậy là sai. Căn cứ trên những dữ kiện này thì có lẽ đoạn kinh này là nói như thế này và thầy A Nan đã trùng truyền lại như thế này. Và quan trọng nhất là không có đặt vào đúng chỗ. Đặt không đúng chỗ thì nó ngược lại cái ý đó. Vì vậy cho nên trong những kinh mà nói về trung đạo, về duyên khởi ấy, thì những cái câu như là cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt và cái kia diệt, nó hay lắm, nó đủ lắm rồi. Không có cần phải nói nhiều. Và cái thập nhị nhân duyên mà mình học đó là để vào chỗ khác thì đúng, nhưng mà để vào cái chỗ mà trung đạo duyên khởi để đi tới cái cái không niết bàn thì nó không có đúng. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng con đường mà nó đưa từ cái thế tục đế tới cái đệ nhất nghĩa đế là chúng ta phải khéo, chúng ta phải có cái trí tuệ gọi là the wisdom of adaptation. The wisdom of adaptation.
tiếng chữ Hán là tùy thuận trí. Tùy thuận trí, the wisdom of adaptation, phải sử dụng cái giáo lý duyên khởi. Cái giáo lý duyên khởi là đây. Co-arising. The teaching of co-arising. Tùy trung đạo, thì nếu mình có cái trí tuệ gọi là tùy thuận trí, mình sử dụng cái duyên khởi, cái trung đạo này, thì mình đưa người ta tiếp cận được với là cái với cái giáo lý không, với cái thực thể không, tức là cái niết bàn an lạc. Tiếp cận được thì gọi là làm cho nó tương ứng, connected to. Phải làm cho nó tương ứng với Niết Bàn, connected to. Tương ứng. Prati Samyukta. Tương ứng với không. Sunyata Pratimoksha, tức là duyên khởi tùy thuận, không tương ứng, có tất cả ba chữ duyên khởi tùy thuận không tương ứng, có ba chữ đó. Tức là the wisdom of adaptation using condition arising in order to connect with emptiness. Mà emptiness này là một cái chữ có do buộc dùng để diễn tả cái niết bàn. Và vì vậy cho nên mình phải sử dụng cái này một cách rất là khôn khéo mới được. Tại vì nếu mà mình bị kẹt vào ý niệm không, thì là không có thể, thì mình mắc cái chứng bệnh không có thể nào chữa được, dầu buộc cũng không cứu mình được. Chữ không này á, là sunyata, nó không có nghĩa là vô. Emptiness nó không phải là non-being. Cái không này là nó siêu việt không và có, hữu và vô, sinh và diệt. Thường và đoạn. Tới và đi. Thành chữ không này, nếu mình hiểu nó là non-being, là trật. Tại vì chữ không này nó
vượt thắng cả có, cả không, cả sanh, cả diệt. Chữ không này tức là không sanh, không diệt, không, không có, không không. Thành cái không này cũng là một cái antidote, tức là một cái giải độc, đã giải độc rồi. Và cái không này không phải là một thuyết lý thuyết triết học, nó là một cái phương tiện để đưa mình ra khỏi những cái ý tưởng có và không, sanh và diệt, thường và đoạn, vân vân. Cái đó là niết bàn, đó là sự chấm dứt của mọi ý niệm, sự chấm dứt của mọi phiền não. Thì muốn đi tới cái sự chấm dứt tất cả mọi cái phiền não đốt cháy và những cái ý niệm sai lầm thì là phải đi theo con đường này, tức là con đường tùy thuận, duyên khởi tùy thuận, không tương ứng. The wisdom of adaptation using co-arising in order to connect with emptiness, with nirvana. Và cái cụm từ này nó có mặt trong kinh mà quý vị đang có đó. Tôi đã nói pháp cho các vị khất sĩ La Mật ấy, chỉ bày cho các vị ấy pháp môn tùy thần duyên khởi để đi đến sự tương ứng với không. Đó là kinh Tạp A Hàm. Cái cụm từ này, duyên khởi tùy thuận không tương ứng, rất là hay. Nó từ cái tích môn mình đi tới bản môn, mình từ cái thường, cái ngã, mình sử dụng vô thường vô ngã để mình đi tới duyên khởi trung đạo, không có, không không, không sanh không diệt, và mình tiếp cận được niết bàn.